Kính thưa quý vị và các bạn, đây là xác con cá này rất là bự nha quý vị, đang trôi vô biển dưới chân đê Con Mẻ nha quý vị, chỗ gần Hòn Dơm. Bên kia là Hòn Dơm kìa, con cá rất là bự, bữa giờ không thấy ta. Giờ hiện trạng bây giờ đang phân hủy, bốc mùi hôi rất là nhiều. Cô bữa giờ thấy đang cái gì vậy trời, cái rất là to như quý vị và đang phân hủy, không biết con cái gì rất là bự, xương của nó kìa. Cái này chắc cũng tầm mà mấy tấn á. Có cái vây kìa, giống cái vôi thôi.